Thế giờ thứ năm thôi. Yes. Ba không, ba không. Ờ, xe mới đấy, xe năm ấy. Yes. Minoan. Xiang Greg, Xiang Min à? Vâng, những trận đấu trong trận đấu thứ tư và thứ năm, con xe ăn nổ là liên tục anh em ơi. Vâng, bên mình là xe của game thủ Xi Măng, còn Min là của game thủ Hoàng Mai Nhi. He he là người cầm Greg, cần thôi. Xe Min, xe Greg. Vâng, trận đấu đầu tiên của giải đấu thứ năm. Chúng ta chuyển sang màn hình máy của Seng đến từ game thủ Xi Măng đi. Vâng, như vậy Seng có đôi vòi. Có đôi vòi tiếp theo thì nó xem như vậy, xem tổng là 4 vòi. Zogon Tal, Alamaz, Yuri, Zogon Tal, Yuri,
hai ba dần đánh chém. Minh Hoàn à, mà máy như tử hoàng mày nhỉ. Vâng, bên này có quả phụ này, một voi về nhà, quả phụ 5 cây 6 cây đây, hai quả phụ luôn, thử tươi rồi, hai quả phụ luôn. Vâng, xi măng báo về là cùng cánh với màu 6 là game thủ he he, là người cầm Greg ăn chanh màu 6 luôn. Seng ăn chanh với Greg. Đây là BB của Seng. BL và BM. Kích đời đột biến bài đài. Chín không sáu rồi. Quyết định đánh chém đột biến. Còn bầy hiêu nữa, ăn hoang bầy hiêu luôn. Ngựa giò nở ra chọc luôn. Công giáp đi chưa. Vâng, như vậy đã có giáp. Vừa lên công xong. Bên này thì Bách cũng vừa hóa đời 2. Tưởng lấy tiếng voi chat của Bách cho nên là anh em đã nghe tiếng hóa đời 2 rồi. Từ nhà của công ty xi măng lên nhà của 16 he khá là gần thôi, bảy hiếu 4. Vâng, he đang hiệp rất nhiều dân về khi vừa ăn tranh ở phía trên với công ty xi măng. Bây giờ còn giờ công giáp đầy đủ, sẽ cố gắng rỉa tầm khoảng 5 đến 6 dân của he. He cũng đã có giò. Bãi gỗ của he đã kín ở phía trong. Khả năng he chết dần cái vị trí đứng sư tử như này. Bánh xe luôn. Có làm cái P không? Hay là 2L vạ chết luôn. Greg tự tin lên. Không, 1L 1A. Lạc đà nở ra vào đây. Tìm bãi vàng xem nào. Xem he ăn vàng ở đâu. Kiểu gì cái bãi vàng kia. Đấy, 1-2 bãi vàng này sang ở đây. Đây chưa bo này, đấy, thế thôi. Giải ấy đơn giản. Rất điểm sớm. Tránh hậu họa về sau. Rồi, ăn trọn được bãi vàng của he. Bánh xe đã có tóc cung rờ để bắn bo nhỏ. Còn đồ ăn gì ăn hoang không? Đóng phủ á? Giời ơi, tôi có cung rờ đâu mà đóng phủ. Bỏ qua nhà he luôn. Thôi giết hẳn bên này. Màn hình máy của game thủ xi măng chuyển sang màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Màu 6 đang chéo vào nhà của Hoàng Mai Nhi. Game xi măng nào, cũng rồi bắt đầu đẩy vào những bãi bò nhỏ. Cũng rồi bắt đầu đẩy vào những bãi bò nhỏ của game thủ màu 6 he he. Đây rồi, rất nhiều dân của màu 6 đang giật về để ăn vàng. Bây giờ thì đẩy con cung rờ này vài về những cái bãi gỗ. Về những cái bãi gỗ của he. Vâng, he đang đẩy dân về phía nhà BS ăn vàng cũ. Và không thể ăn vàng nổi dành cho he. He cũng chỉ đủ vàng sóc 1-2 con P thôi. Cung R của Seng đã bắt đầu đẩy tới nhà của công thủ xi măng rồi. Mid em mang ơi. Hoàng Mai Nhi để ý nha, thằng 6 he nó có mấy con dân chạy lên nhà anh nhá. Xem có lạc đà đấy, quản ở góc đấy. Có khi nó lên ăn bãi vàng trước mặt nhà của anh luôn đấy nhá. Nó đang cần vàng lắm đấy.
Vâng, xi măng đang đuổi dân màu 6 rồi rồi. Màu 6 he, trận đấu này quá khổ rồi. May cho ông là ông vẫn lên cái bánh xe, ông chạy nhưng không có phít lâu rồi. Có lẽ sẽ vứt tốc đồ cho mi cho Minoan để Minoan chuyển A. Màn hình máy của Hoàng Mai Nhi, màu 6 gần như là fit rồi, coi như là tính màu 6 không còn cái thi đấu nữa. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi sẽ chuyển A bài này. Vẫn đang cần gỗ nha, màu 6 Bách vẫn đang cần gỗ để có thể đóng tràn A ra. Có y này, có y của màu 6 người cầm Greg, hai ba ui, bốn con y á. Được bơm đồ à? Chắc chắn được bơm đồ. Chạy dân đi, chạy dân đi. Hoàng Mai Nhi 34/36. Bò rất rộng, vâng, bò rộng hẳn ra để có thể chuyển cùng khỏe. Sau cùng một áo trước để chống y đã. Vâng, xi măng tiếp tục ăn dân của 16. Hè hè. Vâng, mày nhìn. Vâng, cần sự hỗ trợ đến từ game thủ xi măng. Măng sang nhanh hộ cái. Nhà của game thủ đang game thủ như đang bị ốp bởi cả những con đi và cả những con rờ. Xi măng để ý kìa. Rất to, hình thủ đường rất to. Nhà VA bị ốp quá đúng thời điểm. Vâng, ốp muộn hơn tầm khoảng 1 phút thôi. Mọi chuyện đã khác. Oh.